Chào các bác nhé. Hôm nay tôi chuẩn bị mồi câu các bạn, cho nên là tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm là mồi câu cá chép cho các bác nhé. Thì nguyên liệu tôi có là đây này, cám gạo các bạn, cám gạo tôi rang, khoai lang, hay có chuối các bác, hay có chuối chín nhé. Thì đây là bột ngô các bác, cà phê các bác nhé, cà phê hạt đi các bác, xay ra, sữa và cán chim các bác nhé. Cái này thì tôi chuẩn bị cho buổi chiều nay với lại chắc là cả ngày mai các bạn, mai là thứ bảy. Với mồi này thì tôi câu ở hồ nhiều rồi, nhưng mà chưa mang thử ra sông bao giờ các bạn. Hôm nay chắc là chiều nay tôi sẽ mang ra sông, câu thử. Chung là cái mồi này tôi câu thì khá là bén, còn không biết là các anh em chuyên nghiệp thì họ làm mồi câu như nào, nhưng mà tôi thì tôi chia sẻ cái kinh nghiệm làm mồi câu của tôi các bác. Thì tôi câu cái này thấy là cá ăn khá là nhiều. Đây các bác này, khi mà làm xong thì nó sẽ được thành phẩm như này. Cái này của tôi nó hơi nhão các bạn, thì tôi sẽ mang ra ngoài nắng phơi tầm 20 phút các bác nhé. Thì nó sẽ vừa dẻo mà khi mà mình vê thành viên như này thì nó sẽ không bị dính tay các bác nhé. Cái này thì hơi nhão các bạn. Thì một cục như thế này các bác câu phải được mấy ngày các bạn. Cái này khi mà các bác câu mà không hết thì các bác có thể cho vào hộp
tôi để vào trong tủ, trong dưới ngăn mát của tủ lạnh ấy các bác, để bảo quản nó. Thì cái này vì nó có sữa mà, cho nên các bác để lâu cũng được, càng lên men thì nó cái mùi vị của nó càng thơm, nó kích thích con cá ăn càng nhiều các bác. Đây, tôi sẽ mang ngoài nắng tôi phơi một lúc nhé các bác nhé.